Tôi sẽ nhắc lại câu đó. Được rồi, Rebecca. Về cơ bản thì ngài ấy nói rằng kỹ năng chuyển vấn đề trở thành gì cơ? Một thành công rực rỡ. Đừng. Những suy nghĩ mà đang ngăn cản bạn thì sẽ trở thành một lực thúc đẩy cho bạn. Nếu các bạn có thể chuyển những vấn đề trở thành thành công, thì có một ngày, sẽ đến một ngày nào đó thì bạn có thể bạn sẽ từ bỏ hoàn toàn thành công của mình. Bởi vì các bạn cần một kỹ năng để chuyển vấn đề trở thành thành công hoặc là cơ hội. Nếu các bạn không phát triển kỹ năng đó thì các bạn thì có khả năng là các bạn sẽ từ bỏ nó được chứ. Vấn đề sẽ lấn át các bạn và các bạn nó quá nhiều. Núi Kim Cương có một vấn đề lớn. Mỗi năm, chúng tôi ở đây 20 năm, chúng tôi có một cái vấn đề lớn. Tôi nghĩ đó là đây là trung tâm tu học lớn nhất ở phương Tây, có thể là trên thế giới, và nó rất là tuyệt vời. Và chúng tôi vẫn đang tiếp tục. Được rồi, bức hình tiếp theo. Đây. Hãy giữ tấm hình, bức hình, hình ảnh này trong tâm trí của bạn. Đây là một người phụ nữ trẻ. Và sau đó ngài bắt một bắt đầu một cái danh sách, bắt đầu bằng một cái gọi là biến cố với một người gọi là Kosa. Kosa có nghĩa là các bạn có một cái vị trí tốt, các bạn được tăng chức. Ví dụ như các bạn trở thành một phó chủ tịch hay gì đó, và sau đó các bạn gặp một thảm họa. Cái vị trí đó là một thảm họa. Những người học Pháp và có một cái vị trí cao và họ có sự gọi là tự cao về cái vị trí đó. Giống như trở thành giám đốc của ACI vậy. Và khi đó thì thành công sẽ trở thành một cái chướng ngại với bạn. Chúng ta chuyển chướng ngại trở ngại thành thành công. Nhưng mà hãy cẩn thận để cái thành công đó không trở thành một cái trở ngại cho bạn. Ngài đã nói rằng Chupa ở đây. Chupa có nghĩa là những người thực hành Pháp. Chupa có nghĩa là Pháp. Nghĩa là những người thực hành Pháp. Và Ngài nói rằng nhiều người thực hành Pháp đã bị phá hoại, bị hủy hoại bởi những thành công. Và Chosho có nghĩa là rất là nhiều những cái thực hành. Họ đã đánh mất những thực hành của họ. Vấn đề đó là vấn đề rất nguy hiểm nếu các bạn không biến nó thành cơ hội, và sau đó thì cái cơ hội nó cũng trở thành một cái vấn đề, một sự mối nguy hiểm. Và Ngài ấy nói rằng hãy giữ con đường trung đạo, con đường ở giữa. Drake có nghĩa là sự tự cao. Và tôi đã ở trong một ngành kinh doanh kim cương. Nói chung, có ai đó có được số tiền từ công việc của họ. Số sở có nghĩa là gì? Sở có nghĩa là một sự suy đồi của Pháp, suy tàn của Pháp. Họ sẽ bị bao phủ bởi những thứ mà họ có dùng tiền của họ để mua được. Họ bị che lấp bên nó. Và nó sẽ trở nên tồi tệ hơn. Và sau đó bạn giống như
what's wrong with you? And you're like, oh God, now I gotta upgrade my Tesla. And then he keeps coming out with new ones. Và họ tiếp tục đi mua một cái xe Tesla mới. Khi bạn bè có hỏi họ, hỏi là họ đã có cái mẫu mới chưa? Và người ấy nói rằng, Sochi có nghĩa là một khi các bạn có được một ít tiền, các bạn sẽ nỗ lực để cố gắng có nhiều hơn. Giống như khi chúng tôi gây quỹ cho ACI và núi Kim Cương, có thể giúp loại bỏ được vấn đề này của bạn. Tôi chỉ đang đùa thôi. Và nhân tiện thì chúng tôi không có kiếm tiền. Một vài người bị nản chí khi mọi thứ rối loạn cả lên. Thế nên ngài nói là chúng ta phải giữ con đường trung đạo. Nếu các bạn có thể học để đi trên con đường trung đạo giữa thành công và vấn đề thì các bạn sẽ không đánh mất thực hành pháp của mình. Nếu mọi thứ trở nên tồi tệ hoặc mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn thì hãy vẫn cứ tiếp tục. Mọi người sẽ đánh mất tiền của họ. Nếu các bạn phải sẵn sàng về mặt tinh thần cho chuyện đó xảy ra. Ngài nói rằng nó sẽ tốt hơn nếu bạn không bao giờ làm tổn thương pháp. Nếu các bạn làm tổn thương pháp thì các bạn sẽ các bạn bị nguyền rủa ở núi Kim Cương. Các bạn làm tổn thương pháp, các bạn đã nghe pháp, các bạn nó rất là tệ, tốt hơn là các bạn chưa bao giờ nghe thấy nó. Và các bạn sẽ không bao giờ dừng lại. Nó sẽ có ít có nghiệp xấu hơn. Và chúng ta nỗ lực thực hành pháp. Khu trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là nó không có nghĩa là cool. Cool có nghĩa là các bạn cố gắng. Kuchepa có nghĩa là bạn giả vờ rằng các bạn thực hành pháp và sau đó các bạn bổ tung nó, và nó khá là kiểu như là công việc rất áp lực. Các bạn cố gắng thực hành pháp và sau đó các bạn làm nó rối loạn lên. Điều đó rất là ồn ào. Thầy của tôi Ken Rinpoche biết ông ấy. Ngài thầy ấy xem bóng chày, một trò bóng chày, và sẽ giống như các bạn nghe hôm nay. Các bạn có một điều rất là quan trọng để chúng ta học, để đảm bảo rằng khi vấn đề xuất hiện, các bạn không để nó làm tổn hại thực hành của các bạn, và các bạn chuyển nó thành một dạng thành công hoặc dạng cơ hội nào đó. Chúng tôi sẽ liệt kê vài một vài cách để biến những vấn đề của bạn thành cơ hội hoặc là thành công rực rỡ. Và thầy và ngài nói có hai cách. Giveaway là gì? Các bạn sẽ có $50. Giveaway có nghĩa là sự chuyển đổi. Đó là những gì các bạn thực hiện trong khóa tu 2 ngày, đúng không? Các bạn có thể chuyển vấn đề với Sampa hoặc với Chowa. Sampa có nghĩa là với ý định của các bạn. Chowa có nghĩa là với hành động thực sự của bạn. Vì vậy Sampa đến trước Chowa. Và người nói, xem này các bạn có thể chuyển hóa vấn đề với ý định của các bạn.
về mặt tinh thần, hoặc là các bạn có thể điều nó với thực sự, với hành động thực sự của bạn, hoặc là các bạn có thể thực hiện cả hai. Và sau đấy ngài nói cái đầu tiên sẽ có hai cái mục nhỏ của nó, nhưng tiện thể ấy, ngài là một chia sẻ cấp thấp ở trường Gerong, ở Gerong House, Gerong College. Ngài Bongka Rinpoche là vị bậc thầy vĩ đại của thế kỷ 20, là GC ở cấp độ thấp nhất từ nhà Gerong, từ Gerong House. Vì tôi giống như và một giới sẽ cấp cao thì phải tốn thêm 12 năm nữa, và tôi không sẵn sàng bởi vì tôi có những thứ khác phải làm. Low level, cấp thấp nghĩa là 20 năm, cấp cao nghĩa là 30 năm. Tôi đã học trễ 5 năm. Sau đó, ngài nói một thứ kỳ là các bạn có thể chuyển hóa với ý định của bạn theo hai cách. Cách đầu tiên đó là không, đó là với những cái hành động của bạn. Nó hơi bối rối ở đây. Và cách thứ hai đó là với cái góc nhìn của các bạn, chúng ta sẽ nói. Vậy thì cái đầu tiên nghĩa là gì? Đây là cái đầu tiên. Lama Chupa. Và sau đó ngài ấy trích dẫn phần Lama Chupa cúng dường tới Lạt Ma. Ngài ấy trích dẫn Lama Chupa rất nhiều. Và ngài ấy trích dẫn và Lô Trong về 7 điểm. Ngài ấy đã làm việc với hai văn bản đó. No có nghĩa là thế giới bên ngoài, và tiếng tâm tiếng Tây Tạng thì nó có nghĩa là cái bình mà chứa tất cả mọi người, giống như là thế giới vật lý này. Và chưa có nghĩa là những thứ ở trong cái bình, đó là con người và những thứ khác. Và ngài nói rằng các bạn có thế giới bên ngoài giống như cái bình, và các bạn có tất cả mọi người và con động vật ở trong cái bình đó. Và ngài nói cái bình và mọi người trong tiếng Tây Tạng và tiếng Phạn thì có động vật cũng được gọi là con người. Khi chúng ta nói mọi người, con người ở trong tiếng Tây Tạng hoặc tiếng Phạn thì nghĩa là chúng ta đang nói về tất cả mọi chúng sinh. Điều rất là tuyệt vời, không có sự phân biệt nào giữa động vật và con người. Và ngài ấy nói rằng sự cúng dường tới Lạt Ma, khổ thơ bắt đầu với thế giới và toàn bộ thứ trong thế giới đó tràn ngập những hạt giống xấu. Cái bình và những thứ bên trong cái bình đầy có chứa đầy những hạt giống xấu. Và đây chúng ta sẽ tiếp tục với điều đó. Chúng tôi sẽ đọc cho bạn. Tôi nghĩ là tôi đọc, tôi đã có phần tiếng Anh ở đây. Thế giới này và mọi chúng sinh sống trong thế giới này tràn ngập những kết quả từ những việc xấu mà họ đã từng làm. Hãy để cơn mưa của những khổ đau rớt xuống và cũng những thứ mà tôi chưa bao giờ muốn. Và nguyện cho tôi nhìn thấy tất cả những thứ này biến mất, và tất cả những hoa trái của hạt giống xấu của tôi sẽ bị tiêu diệt và hãy cẩn thận với những gì mà các bạn đang cầu nguyện. Khi các bạn đã chuẩn bị mặt tinh thần trước khi các bạn thực hành bài thực hành này, nếu các bạn thỉnh cầu cho nó, hãy đảm bảo rằng các bạn hãy sẵn sàng thỉnh cầu rằng mọi cái nghiệp xấu trên thế giới này sẽ nở trên bản thân tôi. Nguyện cho con có thể nhìn thấy nó theo mọi cách, rằng tất cả những kết quả của những hạt giống xấu của con có thể cuối cùng sẽ bị biến mất. Nếu các bạn có thể nhận được vấn đề từ tất cả mọi người thì nó sẽ tiêu diệt bạn những hạt giống xấu của tôi. Nhận tất cả những hạt giống xấu sẽ hủy hoại những hạt giống xấu của các bạn. Thật là thú vị đúng không? Tôi không biết nó là một cái
cái thỏa thuận tốt hay không. Nhận 8 triệu người, nhận nó từ 8 tỷ người, và 8 tỷ người được làm sạch. Tôi không chắc chắn, nó nghe giống như là đang gây quỹ ở ACI. Nguyện cho con học được cách chuyển mọi vấn đề, và con sẽ mà đến từng xuất hiện với con thành con đường mà sẽ đưa con đến, mà đưa con xa hơn. Và cách mà Ngài tiếp tục dạy đó là trích dẫn những khổ thơ. Mà chúng ta kiểu như là những người mà nâng cấp cao cấp hơn, dành cả ngày với những người mà đang dành cả ngày với điện thoại của họ. Lojong Chawa có nghĩa là chúng ta hãy đến với Lojong. Đó là nói về 7 điểm. Và Ngài đang thay chuyển cái nguồn tích dẫn của Ngài. Có một từ gọi là Jure ở đây. Đó là sự chuyển hóa. Kinh nghiệm coi như là vấn đề trong cuộc đời của các bạn. Và sau đó Ngài nói chuyển nó thành con đường, trang chu. Chuyển những cái vấn đề hàng ngày của bạn, những thử thách hàng ngày của bạn trở thành cái con đường để các bạn đạt đến Phật quả, nghĩa là thành công rực rỡ. Và có một bức hình tôi muốn cho các bạn xem. Tôi rất là cảm thấy rất là thú vị khi tìm những bức hình mà các bạn có thể đoán xem. Đây giống như là một anh chàng nhà khoa học trẻ vậy. Tôi sẽ kiểm tra các bạn trên những cái idiom này. Idiom có nghĩa là những bức hình ý tưởng. Chipatana. Các bạn phải đọc nó là Natcha. Đây là một từ rất là phổ biến, Chitapana. Tiếng Tây Tạng thì có cái khoảng cách giữa mỗi cái âm khác nhau. Ngài nói rằng Nata, bệnh tật, Ra có nghĩa là kẻ thù. Các bạn có thể xem những người cạnh tranh của các bạn trong cuộc đời của các bạn. Che có nghĩa là ác quỷ. Những thứ mà các bạn không muốn, những thứ mà không có vui vẻ. Và đây là một ý tưởng rất là sâu sắc xuất hiện vào sáng ngày hôm nay. Và nếu các bạn không quay về nhà với bất cứ thứ gì ngày mai, hãy mang ý tưởng này về nhà. Đây là ý tưởng mà các bạn có thể đưa về nhà, và nó sẽ giúp đỡ các bạn trong suốt phần đời còn lại. Và nó chỉ tốn một vài phút để các bạn có thể hiểu được nó. Bản chất của con người. Bản chất của con người. Đó là đổ lỗi cho một ai đó khác về những vấn đề của các bạn. Đổ lỗi cho bất cứ thứ gì khác ngoại trừ tôi. Đó là bản chất của con người. Bản chất của con người đó là bằng mọi giá hãy đó là tránh đổ lỗi những vấn đề cho bản thân họ. Rất là khó để chúng ta chống lại cái bản chất này.
Đó là cái bản chất của con người, đó là muốn đổ lỗi cho một ai đó về vấn đề của các bạn. Và nó còn sâu hơn những gì bạn nghĩ. Hãy không chỉ nói về những người mà đang ngồi kế bạn ở trên núi Kim Cương, mà nó còn sâu hơn như vậy. Con người có vấn đề thực sự, đó là họ lảng tránh những cái vấn đề đang xảy ra với họ là đang đến từ nghiệp của họ. Họ muốn đổ lỗi cho ai đó khác và không nhất thiết phải là những người khác. Và người ấy nói rằng, mọi người sẽ nói, tôi bị ốm bởi vì tôi ăn nhầm thứ, tôi ăn sai thứ. Tôi bị ốm bởi vì cái chế độ ăn uống của tôi, hoặc là ở Tây Tạng họ nói là tôi đã va vào một cái linh hồn xấu ở trong nhà tắm. Như vậy được chứ? Đôi khi thì họ đập phá cái nhà tắm. Và bản chất của con người ở trong Tây Tạng, khi các bạn có một vấn đề liên quan đến thuốc thì mọi người sẽ nói, tôi đã ăn thứ gì đó có vấn đề rồi. Có thể là tôi thiếu vitamin hoặc là chất dinh dưỡng, hoặc là ở Tây Tạng như họ nói. Tôi đã va phải cái vơ linh hồn xấu khi tôi đi ngang qua nhà tắm. Khi tôi rời cái tu viện thì khi tôi quay trở lại tôi cảm thấy không tốt lắm. Có thể là tôi đã bị nhập bởi một cái bị tác động bởi một cái tinh thần nào đó. Nhưng mà những gì mà chúng ta gọi bây giờ là gì? Đó là những virus và những con vi khuẩn. Nó không có vấn đề gì khác. Tôi đã bị dính virus, tôi bị vi khuẩn, nó cũng tương tự như vậy. Bạn cũng không khác gì những người ở Tây Tạng, người mà chưa nghe nói bao giờ nghe nói về vi khuẩn và virus, các bạn cũng giống như họ thôi. Các bạn cũng Ngài ấy nói rằng hãy tỉnh lại nào, không phải là virus đang làm cho các bạn bị ốm. Thứ đó thật là vớ vẩn. Các bạn chỉ có là các bạn cũng đang có cái vấn đề cùng một cái tư duy với những người đó. Khoa học chỉ là một cái kiểu dạng nâng cao hơn. Nó không phải là virus. Nó không phải là virus COVID. Hãy tỉnh lại đi. Các bạn biết đây. Nó không phải là con ác quỷ số 36. Phía sau cái tảng đá ở núi Kim Cương. Hãy từ bỏ nó đi. Tại sao? Hãy ngừng đổ lỗi lại và những thứ khác. Nó có thể là virus. Nó có thể là một con quỷ nào đó. Ai tạo nên virus? Nó đến từ đâu? Hãy đổ lỗi cho không khí. Tại sao các bạn bị COVID oxy? Bởi oxy sao? Tại sao các bị COVID bị do oxy sao? Vì vậy chúng ta vậy các bạn sẽ làm gì? Hãy dừng thở. Hãy dừng thở sao? Có thể. Tại sao oxy của các bạn lại mang theo bạo lực? Nếu các bạn không có oxy thì các bạn có thể tỉnh tốt hơn. Các bạn đang đổ lỗi cho, các bạn gọi là gì nhỉ? Các bạn đang đổ lỗi cho cái công cụ, cái thiết bị mà không phải là cái nguồn gốc thực sự, những gì đưa nó đến với bạn. Những cơn gió không mang cho bạn COVID. Những cơn gió mà đang thổi COVID từ những người khác đến cho bạn mang theo virus COVID không phải.
đó là những nghiệp của bạn, những con virus đang trồi ở trong không khí từ những miệng người khác đến với bạn. Hãy dừng đổ lỗi cho những thứ ngu này lại. Khi mọi người có vấn đề về sức khỏe thì họ tập trung vào những cái chi phí thực sự và hãy quan tâm đến nó. Và các nó có thể rẻ hơn đúng không? Hãy quan tâm đến nghiệp. Ok, nhưng mà nó không có nghĩa là các bạn không nên đến gặp bác sĩ. Tôi không nói là không đến gặp bác sĩ, tôi vẫn đến gặp bác sĩ. Nhưng mà hãy quan tâm đến nghiệp của bạn trước khi đổ lỗi. Và sau đó thì bác sĩ sẽ có hiệu quả. Và nó sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền. Máy tính của tôi đang khởi động lại này. Rồi tôi đang đợi nó khởi động lại. Các bạn có những thứ như vậy. Có thể là do chế độ ăn của bạn. Tôi có một anh chàng khó chịu như thế này. Các bạn đang ở giữa tàu điện ngầm. Anh ấy là một anh chàng ốm yếu gầy còm ăn sô-cô-la. Và tôi nói, trời ơi, làm sao anh ta có thể làm như vậy? Được rồi. Tôi gọi đó là vòng tròn của cái chết. Được rồi, chúng ta bắt đầu. Mọi người đổ lỗi cho những thứ. I put viruses and carcinogens. Okay? That's my translation of Dun. Dun means sickness demon. Dun có nghĩa là một cái dấu hiệu của sự bệnh tật. Và bây giờ họ đang chiếu xạ các bạn hoặc là có một vài cái trị liệu nào đó. Nó cũng là những thứ cơ bản. Nó cũng không khác gì cái phương pháp mà đập một ai đó với một cái gậy nữa, giống như họ đang bị quỷ nhập vào. Nó cũng là một thứ như vậy. Việc bạn đang trị liệu ngày nay cũng vậy thôi. Nếu các bạn không có nghiệp thì nó sẽ không có hiệu quả gì cả. Hãy chăm sóc nghiệp của bạn và hay sao? Hay là thuốc có nghĩa rất là quan trọng đây, nó có nghĩa là một thứ gì đó rất là tốt. Có nghĩa là gốc rễ. Đây là một thực hành rất là quan trọng. Phước hình tiếp theo. Đây là ai? Đây là Colombo. Có thể là các bạn không biết Colombo, các bạn không đến từ Mỹ. Và năm 1973, thì Lama của tôi phát hiện ra con quỷ gọi là có tên là TV. Một vài anh chàng, tôi nghĩ anh chàng này là một ác quỷ. Tôi đã mua cho ngài một cái TV. Và ngài giống như đập đầu lên sàn. Ngài, thầy tôi sống ở trên gác, tôi đã xây dựng ngôi nhà cho ngài ấy. Thầy ấy đập lên sàn nhà và gọi tôi lên xem Colombo với thầy ấy. Colombo là thám tử Select Home và anh ta hút xì gà.
Tôi thấy bà, cô đã giết chồng cô đúng không? Không, tại sao tôi làm điều đấy? Tại sao tôi thấy cái gì đó trên cái ghế? Và cô ấy giống như nhìn qua. Các bạn không là cô không làm rơi nó khi cô đánh anh ta sao? Hồ anh ta biết được tôi rồi, anh đã biết được chuyện rồi sao? Và anh ta rất là thú vị. Hãy, vậy có nghĩa là gì? Các bạn hãy trở thành một thám tử pháp, hãy tìm kiếm những vấn đề của bạn. Hãy trở thành một thám tử nghiệp và hãy tìm vấn đề của bạn. Hãy trở thành một thám tử nghiệp. Hãy chữa lành cho bản thân bạn. Các bạn gặp bác sĩ và các bạn vẫn thực hiện các phương pháp trị liệu, nhưng mà các bạn hãy tìm hiểu lại cái nghiệp của mình. Và anh ta không bao giờ nói nó một cách trực tiếp, anh ta chỉ làm người kia khó chịu và cuối cùng họ phải nhận lỗi, tôi đã giết chồng của tôi. Và cuối cùng thì nghiệp của bạn cũng nói đúng rồi, đó là tôi, nó không phải là virus, đó không phải là COVID, đó không phải là bịch ni lông trong nước của bạn đã làm cho bạn bị ung thư. Đó là nghiệp của bạn, đó là những gì các bạn đã làm. Điều đó không có nghĩa là các bạn nên sử dụng những túi ni lông, không, nó rất là tệ, nó không tốt cho môi trường. Về những phân tử của bịch ni lông, nó sẽ có trong dạ dày của bạn và sẽ làm cho bạn bị ung thư. Những thứ mà các bạn chưa bao giờ muốn. Dukkham là tất cả các bạn, những thứ mà các bạn chưa bao giờ muốn, những thứ mà các bạn chưa bao giờ muốn nó xảy ra. C có nghĩa là tổng, giống như là đo lường. Đó là con số tổng cộng. Tất cả những thứ mà các bạn chưa bao giờ muốn nó xảy ra. Lekichipa. Nó được tạo ra bởi nghiệp. Đừng đổ lỗi cho virus. Ojesela. Và chúng ta nên hò vào mặt ngoài đó nếu chúng ta có COVID. Không, tôi không nói như vậy. Tôi đề nghị các bạn nên đeo khẩu trang và các bạn hãy tích chăm sóc nghiệp của các bạn. Và bây giờ Ngài nói một thứ gì đó rất là sâu sắc. Tôi sẽ cho bao nhiêu nào? $300 cho một câu hỏi, cho một câu trả lời tuyệt vời. Truy ngược lại giống như Colombo. Ai để cái lược chải đầu trên ghế vậy? Phải truy ngược lại. Chúng ta truy ngược lại những cái nghiệp của chúng ta. Những nghiệp đó đến từ đâu? Ngài nói ở đây. Đó là việc chăm sóc bản thân mình trước. Nếu các bạn muốn chữa vấn đề của mình đúng không? Các bạn hãy quay trở lại với nghiệp của bạn. Nếu các bạn muốn sửa nghiệp của mình thì hãy quay trở lại với cái thói quen mà chăm sóc bản thân mình trước. Đó là cách dễ nhất để chăm sóc cho nghiệp của các bạn. Hãy quan tâm đến nghiệp của bạn. Ý của thầy là gì? Tôi phải làm điều gì? Các bạn hãy quay trở lại với gốc rễ của nghiệp của các bạn. Vì gốc rễ của nghiệp của bạn là gì? Đó là việc chăm sóc bản thân của mình trước, quan tâm bản thân mình trước. Vậy có phải là tôi không nên quan tâm bản thân mình đúng không? Các bạn lấy tất cả những cái bánh. Các bạn có thể làm điều đó, các bạn không thể làm nó. Nhưng mà nó không có đủ cho cả hai.
know you stuff your face with pastries right after we leave. Okay. Okay. So, be a Columbo. Okay, be a Columbo. Các bạn hãy trở thành một Columbo. Me and Veronica took her sister Mona to Paris. And you know, we got off the plane, we checked in the hotel, we went out for our first walk next to the Louvre. We found a square. There was a beautiful. Chúng tôi tìm thấy một cái quãng đường ở đây có một cái quán cà phê đẹp và chúng tôi ngồi xuống uống cà phê Pháp. Và chúng tôi ở đó đến trong công việc của chúng tôi. Chúng tôi đã cưới ai đó ở đây. Có đám cưới ở đây. Và chúng tôi gặp một cái quán xì gà. Và chúng tôi chưa bao giờ hút xì gà trước đây. Và chúng tôi mua một cái điếu xì gà và chúng tôi đi xung quanh Paris và hút xì gà. Và trông giống như Columbo. Và các bạn nói, được rồi. Vấn đề này từ đối với vợ của tôi phải đến từ nghiệp của tôi. Phải trở thành một thánh tử. Bước tiếp theo là gì? Điều gì đã kích hoạt nghiệp? Đó là việc chăm sóc bản thân mình trước. Rất là đơn giản. Tôi không hiểu được nghiệp. Nhưng mà nó đưa cho bạn một hướng dẫn. Đó là gì? Đó là do bạn đã chăm sóc bản thân mình trước ở một thời điểm nào đó, ở một lúc nào đó. Tôi muốn sửa chữa nó. Được rồi, thiên tài. Tôi sẽ đưa cho các bạn một hướng dẫn. Đó là hãy dừng chăm sóc bản thân mình trước. Tôi không nói là dừng không chăm sóc bản thân mình, nhưng mà tôi nói đang quyền bình đẳng đó không? Đã xin nhầm cho. Mọi người đều có quyền bình đẳng đối với cái thời gian của các bạn. Họ có toàn quyền với thời gian của bạn không? Không. Các bạn có phải các bạn không nên ngủ hoặc là các bạn nên thức cả đêm không? Không. Điều đó rất là nguy hiểm. Các bạn nên chăm sóc bản thân mình. Hoặc là các bạn sẽ không thể nào quan tâm chăm sóc những người khác được nữa. Bởi vì các bạn phải... Thúc có nghĩa là gặp một ai đó hoặc là tiếp xúc. Nó có ở đây răng trên lên thúc là ở cuối cùng của công việc điều tra thì các bạn quay trở lại đủ xa và nó dừng lại và các bạn truy ngược lại vấn đề của các bạn. Tôi có một vấn chế độ ăn không tốt, tôi bị virus. Tôi có những cái linh hồn xấu xa đang tác động đến tôi. Và nó quay ngược lại với nghiệp của bạn và vấn đề là các bạn chăm sóc bản thân mình trước và không có vấn đề, không có điểm nào sau đó nữa. Bởi vì các bạn đã làm điều đó cho hàng tỷ năm. Không có thứ gì trước đó nữa ngoài trừ nhiều hơn những thứ đó. Nguyên nhân của việc chăm sóc bản thân mình trước là gì? Đó là do bạn đã chăm sóc bản thân mình trước trong hàng tỷ năm. Nếu các bạn hiểu được quá trình tinh thần của các bạn thì các bạn sẽ cái cách mà các bạn đang điều tra thì các bạn sẽ quay trở ngược lại. Các bạn sẽ thư giãn, các bạn đã tìm ra được cái gốc rễ của nó rồi, của vấn đề rồi. Các bạn không cần phải là một nhà khoa học để có thể tìm ra nguồn gốc của bệnh ung thư. Các bạn chỉ cần quay ngược lại như vậy và các bạn sẽ tìm ra được cái nguyên nhân thực sự. Và tôi thêm từ tiếng Anh đây cho các bạn vì nó từ rất là lạ. Nếu các bạn muốn tìm ra tại sao một vài ai đó làm hỏng xe hơi của bạn, hoặc là lấy cái ví của các bạn chẳng hạn, thì hãy cố gắng truy ngược lại những cái hạt giống trong quá khứ của bạn. Nếu cái ví của bạn bị mất,
hãy đừng đi tìm những người nào lấy cái ví của bạn, hãy quay ngược lại tìm những cái nghiệp của các bạn. Và khi các bạn thấy rằng việc chăm sóc bản thân mình trước tạo nên cái nghiệp đó thì các bạn có thể thư giãn. Và ở đây nói rằng là nó không đủ khi các bạn đi xung quanh và tìm ai đó đã lấy cái ví của các bạn. Puma có nghĩa là tìm. Đó là lê của bạn. Nghen có nghĩa là xấu. Đó là những nghiệp xấu. Chúng tôi dạy ở Mixnet, các bạn hãy nhắm mắt và đoán xem câu tiếp theo là gì. Quay trở ngược lại với việc chăm sóc bản thân mình trước. Một kỹ năng của phiên dịch. Đó là đoán xem tác giả đang nghĩ gì tiếp theo. Và phiên dịch câu tiếp theo mà thậm chí không nhìn nó và sau đó bạn kiểm tra nó lại. Và đó, điều đó rất là có ích cho những phiên dịch. Hãy đoán xem điều gì xảy ra tiếp theo. Và sau đó hãy tìm hiểu nó và sửa nó. Và điều đó rất là thú vị. Về khi các bạn giống như là một lạc ma, các bạn sẽ tự viết câu, cái khổ thơ tiếp theo của bạn, cái câu tiếp theo của bạn. Mình viết theo câu đó. Và sau đó ngài ấy nói rằng tôi có một bức hình mới cho các bạn. Tôi đã nói các bạn bức hình của tôi sáng nay trước khi uống cà phê. Đây là một người Tây Tạng truyền thống. Chúng ta sẽ tìm ra nó. Các bạn có thể hiện mở nó lên, các bạn tìm thấy nó. Khi các bạn bị ốm hoặc thứ gì đó xảy ra với cơ thể các bạn, bây giờ ngài đã chuyển đổi. Ngài nói rằng do đó bị ốm đó là một thứ may mắn, bởi vì nó buộc các bạn phải suy nghĩ về những nghiệp, nó buộc các bạn phải suy nghĩ về việc mà bạn đã chăm sóc bản thân mình trước. Drupa nghĩa là gì? Drupa có nghĩa là bạn bạn bè. Giống như Dharma Mitra nghĩa là bạn pháp. Và Maitri hoặc Matra cũng đến từ đó. Người bạn tối thượng. Bị bệnh. Và là một frustration, là một cái bục để làm lệ lại với nghiệp xấu của các bạn, với nghiệp của các bạn. Anyway, there's a special wooden board. Có một cái miếng ván đặc biệt, nó rộng cỡ chừng này. Và các bạn đeo bao tay vào tay của bạn và các bạn giống như nằm xuống. Và các bạn trượt ra và sau đó các bạn kéo người lại và các bạn đứng dậy. Bởi vì vì lạc ma của tôi đã thực hiện 500.000 500 cái lạy đó và tôi chưa thực hiện cái đó. Ở Tây Tạng thì lama dân giống như chạc sinh trên cái, bởi vì khi họ thực hiện cái điều đó họ đang tích lũy được những cái nghiệp tốt. Nhưng mà thực hiện cái hành cái điều đó thì nó khá là không tốt cho đầu gối của các bạn. Ngài ấy nói rằng thinking about where your sickness is
Hãy nghĩ về nơi nguồn gốc thực sự của việc bạn bị ốm, nó đang đến từ đâu. Hãy tìm kiếm nó với cái miếng ván lễ làm lễ của bạn, với cái sự thông minh pháp của bạn. Nếu các bạn cảm thấy cơ thể của bạn không được tốt, thì nghĩa là các bạn hãy thiền định với về nghiệp của bạn, về những việc bạn đã chăm sóc bản thân mình trước, và sau đó hãy tập thể dục. Nhưng mà các bạn đừng kỳ vọng rằng việc tập thể dục nó sẽ giúp đỡ các bạn nếu các bạn không có cái ý định đúng. Các bạn sẽ tạo ra cái giải pháp mới cho việc chăm sóc bản thân mình trước, và sau đó các bạn đi tập và gym. Vậy có phải là đi tập gym thì nó không có giúp đỡ giải quyết vấn đề bệnh tim của tôi không? Không, đó là một cái giải pháp tốt nha. Các bạn phải giải quyết cái vấn đề chăm sóc bản thân mình trước, và sau đó các bạn hãy tập luyện và nó sẽ có hiệu quả. Well, this is a good. Let's do him. He has succeeded at something. All right. Anh chàng này đã thành công ở một thứ gì đó. Okay. I don't know, he got a promotion. Có thể là anh ta được thăng chức. Or he lost an election and thinks he won the election. Hoặc là anh ta đã thắng một cuộc tranh cử hay gì đó. No politics in the Dharma. Không có chính trị trong Pháp. Và anh ta nói rằng, và ngài nói rằng, chúng ta đến với một chủ đề mới. Khi các bạn bị ốm, bất cứ khi nào các bạn nghĩ về điều đó, khi các bạn bị ốm, các bạn nên ăn mừng. Tại sao? Các bạn vừa, một vài cái nghiệp xấu của bạn vừa nở ra rồi. Các bạn bị COVID chưa? Chưa. Các bạn đừng lo lắng. Các bạn là người tốt, các bạn sẽ bị nó thôi. Những hạt giống xấu của bạn sẽ nở ra và nó sẽ biến mất. Và ngài nói, nếu các bạn nghĩ về điều đó. Nhân tiện chúng ta sẽ có phần hỏi và trả lời trong 10 phút nữa. Nếu các bạn online thì các bạn hãy gửi câu hỏi của bạn cho team. Goche ở cuối. Đây là một từ rất là khó. Tất cả những từ vựng của tôi đến từ những cái nội dung trực tiếp với lạc ma của tôi, thầy của tôi, chúng tôi đã sống với nhau đó. Và tôi đã tự tìm ra ý nghĩa của những từ này. Và thầy nói Koche. Và tôi không có một từ điển, và tôi nhưng mà tôi có thầy thôi. Và tôi có thể nhớ được là thầy tôi đã dạy tôi những tất cả những từ đó như thế nào. Và tôi không biết nữa. Chúng tôi đã xây dựng một cái lối đi, một cái vỉa hè, một cái lối đi ở trong cái tu viện đó. Chúng tôi đã xây dựng một lối đi bộ để mọi người có thể đi bộ xung quanh cái tu viện và cái ngôi nhà. Chúng tôi đã đổ xi măng và ngay thầy ấy nhìn tôi và bạn con có được cái. Thầy ấy nắm lấy một cái cây nói good job. Và tôi hỏi good job là gì, thầy nói chúng ta có thể sử dụng cái này giống như là cái bay để dàn xi măng ra. Good job có nghĩa là thay thế, không phải là một thứ thực sự, nhưng mà
một thứ thay thế có thể chấp nhận được. Ngài nói ở đây, nếu các bạn bị COVID, đó là một câu chuyện để có thể làm sạch nghiệp của các bạn. Các bạn có đủ thông minh để loại bỏ những nghiệp chống xấu của mình trước hay không? Không vậy, các bạn hãy làm gì phải bị COVID đi. Và sau đó hãy hạnh phúc. Tôi đã có một cái trial rồi. Nghĩa là tôi đã loại bỏ được bớt những gạt sống xấu của mình rồi. Vậy điều gì xảy ra? Khi các bạn bị COVID thì yeah, tôi bị COVID rồi. Nó cũng giống như thay thế cho việc mà các bạn sám hối vậy. Các bạn bị ốm và các bạn đã hoàn thành 4 sức mạnh của bạn rồi. Các bạn bị ốm nhưng mà vì các bạn chưa sử dụng thực hiện bốn sức mạnh nên các bạn khi bị ốm thì các bạn nên vui mừng về điều đó. Khi các bạn sử dụng 4 sức mạnh thì nó sẽ nghiệp của bạn quay trở lại với bạn một cấp độ thấp hơn. Các bạn đang kích hoạt một cái giống như là một cái đứa trẻ mà chưa có sẵn sàng để giống như một cái hạt giống còn non vậy. Trước khi các bạn bị ung thư, hãy để cho nghiệp của các bạn nở ra khi mà nó chưa chín mùi, chưa có đủ mạnh mẽ. Bởi vì nghiệp của bạn làm cho các bạn bị ung thư thì hãy cố gắng kích hoạt nó sớm hơn. Làm thế nào để kích hoạt nó sớm hơn? Đó là các bạn quyết định nhận lấy vấn đề của tất cả mọi người và sau đó nó sẽ kích hoạt nghiệp giống xấu của các bạn sớm hơn. Đó là một thực hành rất là thực tế. Và các bạn quyết định một cách tình nguyện, tôi sẽ nhận lấy nghiệp của sinh trên. Hãy nói cho tôi những thứ gì mà các bạn làm trong tuần qua, tôi sẽ nhận nó. Tôi sẽ tình nguyện chấp nhận tất cả mọi nghiệp của các bạn. Hãy nói tôi tất cả những cái nghiệp của các bạn. Các bạn có thể có được những nghiệp tốt từ việc lấy nghiệp xấu từ người khác không? Có. Nó sẽ kích hoạt những cái hạt giống xấu của các bạn, mà những hạt giống mà chưa có chín, như chưa có đủ mạnh mẽ. Có thể là các bạn sử dụng 4 bước, có thể nó hơi trễ một chút nhưng mà nó sẽ còn tốt hơn là không bao giờ. Nếu các bạn đủ thông minh để sử dụng 4 sức mạnh trước thì ít nhất, nếu các bạn không đủ thông minh để thực hiện 4 sức mạnh trước thì ít nhất hãy cố gắng lấy đi vấn đề của người khác. Và hãy kích hoạt những cái hạt giống nở sớm trên chính bản thân bạn. Đó là cái ý định, đó là làm thứ gì, một thứ gì đó mà các bạn không thể thực hiện, làm không thể thực hiện nếu nó không đủ để kích hoạt những cái hạt giống xấu của bạn nữa sớm. Tôi nghĩ là quyển sách của Sugeng đã hoàn thành ngày hôm qua hay vài ngày trước. Anh ấy đã kiểm tra lại, chỉnh sửa lại. Có thể là nó chưa sẵn sàng online. Lang hang có nghĩa là sự hạnh phúc tham lam. Các bạn cảm thấy lang hang. Giddy. Các bạn hay. À, choáng váng, hạnh phúc choáng váng. Lang hang giống như là tôi đã làm được nó. Tôi bị COVID rồi, yeah. Không, thật sự đấy. Nếu các bạn thực sự tham gia trong khóa tu và các bạn cố lấy đi vấn đề của người khác trong thông lên, dấu hiệu để thông lên của bạn thành công đó là khi các bạn có một cái tai họa nghiệp nào đó, ví dụ như các bạn bị COVID. Và sau đó các bạn nên vui vẻ. Chúng ta còn 5 phút nữa đến phần hỏi đáp.
chen chen te sem chen ki dig dug dug la lang ma yimbe. Da? Da means, well, da, da có nghĩa là gì? Dun drup, okay. Dun drup. Oh, I got sick. Ô, oh, tôi bị bệnh rồi. Ô, oh, chuyện gì xảy ra thế? Ô, oh, tôi đã bị nó rồi. Tôi đã cố gắng lấy đi vấn đề của người khác và bây giờ tôi bị bệnh, nó đã có hiệu quả. Drum drup có nghĩa là gì? Có hai cái cách phiên dịch drum drup trong tiếng Tây Tạng. Những thiên thần tantric. Hoặc là Siddhartha. Siddhartha là tên của một hoàng tử đã trở thành vị Phật. Tên của ngài có nghĩa là đã hoàn thành nó rồi. Siddha có nghĩa là làm được nó rồi. Siddhartha có nghĩa là tôi đã làm được nó rồi. Dundrup. Đó nên là tiếng tốt cho những ai nhận được đã nhận được giới nguyện Bồ Tát. Tôi đã làm được nó rồi, Siddhartha. Tôi đã làm được nó, Siddhartha. Hihi, Siddhartha. Hihi, Siddhartha. Chúng ta nên đặt cho ai đó tên Lăng Hăng Siddhartha. Nếu ai đó đăng ký trễ trong 10 phút nữa để nhận được giới nguyện Bồ Tát thì tôi sẽ đưa cho các bạn tên Hăng Hăng Dundrup. Nghĩa là Hihi Siddhartha. Các bạn nên cảm thấy siêu hạnh phúc. Nếu các bạn cố gắng lấy đi những nghiệp của những người khác, sau đó các bạn có những vấn đề trong cuộc sống thông thường, các bạn có thể đổ lỗi cho thực hành của bạn. Tôi đã bị bệnh rồi. Và sau các bạn nói, tôi nguyện cho những cái vấn đề vớ vẩn nó xảy ra đối với tôi. Tôi có 20% của hạt của tôi nở ra, tôi đã bị COVID. Bây giờ tôi cầu nguyện cho 98% của tôi. Tôi hy vọng tôi sẽ bị ung thư các bạn. Nhân sự thì có những thứ kỳ lạ nó sẽ xảy ra. À, các bạn, nó có thể làm cho các bạn trở thành một người hạnh phúc. Một người Phật tử thực sự sẽ cảm thấy vui vẻ khi họ có một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Họ nên hang hi. Rất là khó để tin tưởng vào điều đó, nhưng nó là thật. Nếu các bạn thực sự giỏi ở thông lên khi các bạn lấy được vấn đề của người khác, thì các bạn sẽ trở thành thực sự hạnh phúc. Bởi vì các bạn, những cái nghiệp các bạn đã sử dụng, đó là những cái nghiệp ở cõi địa ngục. Các bạn nên cảm thấy thỏa mãn với nó. Các bạn đã làm việc rất là tốt. Nguyện cho tất cả những cái hạt giống còn lại sẽ nở ra. Con nguyện rằng bệnh tật của con sẽ khô chết ra. Sẽ hoán đổi cho tất cả nghiệp của những chúng sinh khác. Con nguyện rằng vấn đề sức khỏe của con sẽ lấy đi vấn đề sức khỏe của những người khác. Đó là những cái khoảnh khắc thú vị trong cuộc đời của tôi. Tôi bị đau rất là dữ dội trong 24 giờ trong phòng tu, trong cái cabin thiền của tôi. Tôi nằm trên sàn và tôi đến bệnh viện. Và chiếc mẹ kéo tôi vào trong xe. Và Jesse Lutha. Tôi giống như
Yusila, tôi không thể bước, không thể nào đứng dậy khỏi để tôi đọc bài cầu nguyện tường thọ. Tôi chưa bao giờ biết một vị Lama nào mà bị chết trong khi đang là bài thực hiện phần cầu nguyện trường thọ cả. Ngài đã viết nó trong vòng 6 tháng mà tôi có thể thấy Ngài thật sự muốn làm điều đó. Khi các bạn có một vấn đề thì các bạn hãy nghĩ rằng đó là một sự hoán đổi cho nghiệp của như bất một ai đó khác. Gupchupa. Tôi sẽ dừng lại ở đây và chúng ta sẽ tiếp tục phần hỏi và trả lời trong khoảng 15 phút và sau đó chúng ta sẽ nghỉ giây lao. Đó là một cái bài hát hippie. Câu hỏi là bởi vì một người vài người có thể hỏi đó là làm thế nào để chúng ta có thể quản lý tài liệu tức là những nguồn tài nguyên của chúng ta theo một cách hiệu quả để chúng ta không có bị áp lực về tiền bạc và không có lãng phí nó. Tôi không biết, trong vòng 15 năm đầu tiên của ACI hoặc là Dream, không có ai được trả tiền, không có ai có được thứ gì cả. Trong vòng 15 năm đầu tiên tôi trả tiền cho mọi thứ. Và tôi không được trả tiền, không ai được trả tiền cả. Tôi trả tiền cho việc đi lại và sau đó mọi người bắt đầu giúp đỡ và mọi người đang giúp đỡ quá nhiều. Chúng tôi bắt đầu trả tiền cho một vài người. Chúng tôi không có đủ tiền để trả cho tất cả mọi người. Nhưng mà chúng tôi có thể thông lên với dịch vụ tài trợ thông lên, chúng tôi có thể giúp đỡ các bạn. Và tôi nghĩ những người giống như các bạn phiên dịch viên, những bạn phiên dịch viên online bây giờ, bởi vì chúng tôi đã chuyển lên trực tuyến. Và các bạn phiên dịch, các bạn không có từ gì cả, và chúng tôi đang cố gắng để đang cố gắng tạo ra những cái sự hỗ trợ này để giúp mọi người những cái trang trải chi phí của họ và nhân tiện thì để thực hiện cái cam kết với bạn đời của bạn hoặc ví dụ như cam kết có một đứa con chẳng hạn hoặc là cam kết trả tiền xe ví dụ như tiền thuê nhà hoặc tiền thế hàng tháng chẳng hạn. Okay, that's just bad karma. Okay, it's, and I'll repeat. You make commitments in your. Các bạn thực hiện cam kết trong cuộc đời của mình đối với gia đình của các bạn, với việc thanh toán tiền xe, với thanh toán tiền nhà của bạn, với cha mẹ của bạn, chăm sóc cha mẹ của các bạn thực hiện những cam kết đó và sau đó các bạn trở thành một người thực hành pháp, các bạn đăng ký phiên dịch pháp. Và rồi bây giờ các bạn nói là tôi đã từ bỏ tất cả những cái cam kết của mình bởi vì tôi đang ở trên cái con đường giác ngộ thì cái đó sẽ đưa các bạn tới địa ngục. Các bạn đã cam kết các bạn phải giữ nó. Vì vậy cái chương trình mà hỗ trợ thông lên ở đây nhằm giúp đỡ mọi người giữ cái cam kết của họ để chăm sóc những người khác, gia đình của các bạn, vợ hoặc chồng của các bạn, cha mẹ của các bạn phải làm điều đó. Chúng tôi đảm bảo rằng mọi người
có được trả tiền. Chúng tôi không có đủ tiền để trả cho các bạn. Có thể các bạn đáng 1.000 đô la, nhưng mà chúng tôi chỉ có thể trả được 20 đô la bởi vì chúng tôi không có đủ tiền. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó sẽ rất là tuyệt vời. Đó là một cơ hội rất là tuyệt vời bởi vì tôi, như tôi đã nói, khi các bạn nghỉ 1 năm hoặc 3 năm và hỗ trợ bản thân các bạn và thực hiện việc hỗ trợ Pháp, và hoặc là sau đó các bạn quay trở lại làm việc trong doanh nghiệp, và tôi nghĩ thì rất là tuyệt vời. Cha trước, bà của tôi và mẹ của tôi đã mất, và nhưng mà tiền của họ để lại cho tôi, và tôi có thể học để GC, và tôi không phải làm việc, tôi có tiền. Tôi có tiền họ để lại cho tôi, và tôi cố gắng hỗ trợ các bạn để các bạn có thể làm việc, tức là học và thực hành Pháp. Vì vậy nó tốn của tôi 25 năm, 30 năm để kêu gọi tiền để hỗ trợ mọi người. Và tôi thấy có hai thứ xảy ra. Số một đó là một ai đó làm việc rất là nỗ lực và rất thành công, cực kỳ thành công, giống như Tim. Và họ làm việc rất là tốt. Và một vài người lấy tiền và không làm gì cả. Tôi không biết làm gì với những người này. Tôi có những cái tình huống rất là tệ. Các bạn nói như thế nào nhỉ? Tôi không biết làm thế nào để thành thật. Tôi đưa tiền cho ai đó. Họ lấy tiền lương và họ dừng làm việc. Tôi giống như... Và đó là một nghiệp rất là nghiêm trọng. Lãng phí những cái tài nguyên của Pháp, đó là nghiệp rất là nghiêm trọng. Vì vậy các bạn hãy nghĩ về điều đó. Nếu các bạn lấy tiền của Pháp, nhận tiền từ Pháp, thì các bạn phải trao lại thế giới này. Các bạn đừng nhận một tiền tài trợ từ Thonglen và các bạn ngừng làm việc. Đó là một nghiệp rất là tệ. Rất là nghiêm trọng. Và các bạn biết đấy, các bạn không phải là một thiên tài để biết được điều đó, đúng không? Các bạn, nếu các bạn làm việc thực sự chăm chỉ và các bạn không thực sự chăm chỉ, điều đó là phụ thuộc vào các bạn, nhưng các bạn đã nhận tiền. Và các bạn không làm việc chăm chỉ thì đó là một cái thảm họa nghiệp. Tôi không phải nói với các bạn điều đó, nhưng các bạn có thể tìm hiểu ra điều đó. Vì vậy, nếu các bạn nhận được cái sự tài trợ này để làm một vài công việc vì lợi ích của những người các bạn làm, thì các bạn sẽ, nếu mà các bạn không làm gì, các bạn sẽ có những cái nghiệp rất là tệ. Họ nhận được tiền mà họ đánh mất hết tiền, mà họ nói tôi không biết gì đã xảy ra với tiền của tôi. Như là có thể là nó đã không hiệu quả. Có thể là các bạn đã không làm việc và các bạn đã được trả tiền. Và các bạn không cần phải là Columbus đã tìm ra điều đó. Nhưng mà đó là một cái vé. Đến cái vấn, những cái vấn đề căng thẳng về tài chính lâu dài. Nếu các bạn đến nhận tiền và các bạn không làm gì cả, thì các bạn sẽ gặp những cái căng thẳng về tài chính trong nhiều năm. Và điều đó rất là đau khổ. Vì vậy các bạn chỉ là đang bảo vệ chính bản thân mình. Hãy xem. Nó không có nghĩa là các bạn phải làm việc quá tải. Khi các bạn chăm sóc bản thân mình và các bạn thực hành, các bạn thiền định, các bạn học, các bạn thực hành retreat, khóa tu, và các bạn làm việc cho Pháp, và điều đó thật là ngọt ngào. Nhưng mà làm việc quá tải và để cho bản thân mình bị ốm, thì đó là những thứ mà chúng tôi đang yêu cầu. Chúng tôi yêu cầu các bạn làm việc vừa phải để nhận được một số tiền lương vừa phải.
Vì vậy hãy cẩn thận với số tiền mà bạn nhận được từ Pháp. Nếu các bạn nhận được tiền tài trợ và các bạn làm những gì các bạn nên làm thì các bạn sẽ tạo ra những nghiệp vô cùng mạnh mẽ, và các bạn sẽ thành công về Pháp, thành công về mặt tài chính. Tôi đã cho đi 3.000 đô tháng này bởi vì tôi nhận được nó. Chỉ giống như vậy. Nếu các bạn làm theo nghiệp, những cái quy luật nghiệp, thì tiền cứ tới giống như là tới một cách tự nhiên. Rồi tiếp theo là Tim. Một câu hỏi ở đây. Thực hiện thiền định, ngay khi mà con tập trung vào được đối tượng thì cơ thể bắt đầu rung và cảm thấy sự căng thẳng bên trong trong cơ thể. Và câu hỏi ở đây là con có thể làm gì để điều hướng nó, và con nên làm điều gì khác bởi vì con không cảm thấy thoải mái, bởi vì nó không giống như là thiền định. Vậy khi các bạn thiền định, bởi vì luôn xem Chupa, nó là gì? Đó là anh chàng cowboy và con ngựa. Suy nghĩ đang cưỡi trên prana, đúng không? Anh chàng cowboy và con ngựa. Khi các bạn thiền định, suy nghĩ của các bạn đang ảnh hưởng đến cơ thể của các bạn. Khi các bạn đang ngồi và nhắm mắt lại một cách tĩnh lặng, không có di chuyển trên đệm thiền của các bạn, và các bạn đang làm anh chàng cao bồi bị rối loạn, thì con người sẽ giật lại như thế này. Con người sẽ di chuyển, và nó rất là phổ biến khi nhìn thấy một người đang thiền định và giật mình như thế này, và người của bạn giật lên như thế này, hoặc là họ bị rung như thế này. Và tôi sẽ đưa cho các bạn một vài cái hướng dẫn. Khi các bạn bị giật mình như thế này thì có vẻ nó là tốt. Nếu các bạn thực hành yoga, khi mà khí nó được giải phóng, hoặc là các bạn ở hơi, hoặc các bạn xì hơi. Và trong yoga, trong truyền thống yoga, thì đó được xem như là những vô cùng thành công. Ở hơi hoặc xì hơi là thành công yogi của yogi. Nếu không vui vẻ gì khi ở xung quanh họ. Nhưng mà khi đó là khí của các bạn đang được giải phóng. Khi các bạn thực hành yoga và khí của bạn bắt đầu di chuyển, các bạn sẽ có một vài cái sự cảm thấy bị đau, bị mỏi ở cổ các bạn hay là một nơi đó. Đó là những cái nơi nó bị tắc nghẽn, nó đang được thông ra, nó đang được giải phóng. Khi các bạn thiền định 1 năm hoặc 2 năm thường xuyên, thì các bạn sẽ cảm thấy như thế này. Đó là một điều tốt. Nếu các bạn bị đau, hoặc ví dụ đau vai, đau đầu gối trong yoga, thì hãy quan tâm chăm sóc nó. Đừng cố gắng để thực hiện di chuyển nhiều khí hơn. Đừng làm tổn thương nó thêm. Nhưng mà hãy hiểu rằng có thể nó là một điều tốt. Các bạn đang giải phóng prana của mình.
Thông thường thì trong thiền định thì đó là dấu hiệu tốt. Nhưng mà nếu các bạn đang rung, các bạn bắt đầu rung, rung lắc thì đó không phải một dấu hiệu tốt. Nghĩa là bạn bị quá tải prana và các bạn chưa có giải phóng nó. Có thể là do các bạn thiền định nhiều hơn khả năng của các bạn, hoặc là do các bạn đang tập trung vào luân xa tim của các bạn. Các bạn tập trung vào ở đây và sự căng thẳng đó nó sẽ làm cho bạn bị rung tay hoặc những thứ gì tương tự như vậy, bởi vì các bạn tập trung. Bởi vì các bạn, nếu các bạn bắt đầu tập trung vào trái tim của mình khi các bạn thiền định thì có nghĩa là, và các bạn bắt đầu rung thì các bạn nghĩa là các bạn bị quá tải prana và nó không tốt. Chúng ta có những cái sự, có một sự chỉnh sửa trong truyền thông, đó là các bạn chuyển cái sự tập trung xuống luân xa ngay rốn, chuyển cái sự quán tưởng xuống rốn. Đó là điều quan trọng. Các bạn không thiền, không tập trung vào ngay rốn mà là ở phía sau, ngay ngay gần cột sống của các bạn, ngay trước cột sống của các bạn. Ở phía bên trái của lỗ rốn của các bạn, nhưng mà nó gần cột sống. Nhưng mà không phải ngay bên trong cột sống, mà ở phía trước cột sống. Hãy chuyển sự quán tưởng ở đó và cái sự rung tay nó sẽ dừng lại. Nếu các bạn không quan tâm đến để sửa chữa nó thì nó sẽ trở nên tệ hơn. Đó là một cái hướng dẫn chung. Nhân tiện thì đó là lý do tại sao rất là quan trọng để có một người thầy. Cực kỳ quan trọng để các bạn có một cái mối quan hệ với một người đã thực hiện một khóa tu dài và có thể chỉ cho các bạn sự khác nhau giữa một cái việc bị rung tay và một những cái biểu hiện tốt. Điều tuyệt vời ở trung tâm tu học núi Kim Cương đó là chúng tôi có rất là nhiều người, nhiều giáo viên ở đây đã hoàn thành khóa tu 3 năm hơn bất cứ những cái trung tâm tu học nào khác. Chúng tôi có những người rất, những người thiền định rất là có kinh nghiệm ở đây, những người đã tồn tại, đã sống sót sau 3 năm và họ biết về mọi thứ bởi vì họ đã ở đó. Họ đã gây ra, họ đã có gặp những sai lầm này và họ đã học từ điều đó. Và có thể điều tốt nhất các bạn khi các bạn bị giật mình hoặc là rung lắc, đó là các bạn hãy cần một người thầy dạy thiền định thật sự tốt để giúp các bạn. Nếu các bạn thích, chúng tôi giúp những người trực tiếp ở núi Kim Cương, hoặc là các bạn online nhưng mà trực tiếp thì tốt hơn.